Các gia đình có trẻ em ở Mỹ thì sắp được nhận trợ cấp của chính quyền. Một biện pháp chống nghèo đói nằm trong dự luật cứu trợ COVID-19 vừa được thông qua trong năm nay sẽ cung cấp số tiền trợ cấp hàng tháng cho các gia đình, bao gồm 88% trẻ em ở nước Mỹ, bắt đầu từ tháng 7. Reuters dẫn lời các quan chức chính quyền Biden cho biết như vậy. Kế hoạch giải cứu người Mỹ, cái này do Đảng Dân Chủ hậu thuẫn, được Tổng thống Biden đã ký thành luật hồi tháng 3 như một biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, đã mở rộng tín dụng thuế dành cho hầu hết các phụ huynh. Các gia đình này sẽ nhận được tối đa $3,000 cho mỗi trẻ em hoặc là $3,600 cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi vào năm 2021 tùy vào mức thu nhập. Khoản tiền trợ cấp sẽ được gửi đến 39 triệu hộ gia đình bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Đây cũng là một trong các biện pháp mà chính quyền nói có thể giúp cho hơn 5 triệu trẻ em thoát khỏi đói nghèo, nửa tổng số trẻ em ở Hoa Kỳ trong hoàn cảnh này. Tổng thống Biden đề nghị Quốc hội gia tăng tín dụng thuế, tức là cái phần credit đó quý vị, cho đến năm 2025. Các quan chức Mỹ đang nỗ lực giúp cho nền kinh tế có thể hồi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, những dấu hiệu gần đây về lạm phát cao hơn nhiều đã làm người ta lo ngại các chi phí đó có thể ngốn hết số thu nhập và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Thì bây giờ cũng rất khó, quý vị biết là khi mà làm cái này thì nó có những cái khác, hậu quả những cái khác, cho nên mình cũng phải chấp nhận có những cái giải pháp tạm thời thôi. Chẳng như bây giờ chúng ta cung cấp tiền nhiều quá thì bắt buộc nó lạm phát, rồi chúng ta cứ in tiền bừa bãi. Và nhiều khi lại có những cái vô lý là đó, những đám, đối với đám người di dân lậu chẳng, thì chúng ta lại tự nhiên họ đẻ con bừa bãi, và bây giờ người thuế, người đóng thuế như chúng ta đây giờ phải đi nuôi những trẻ em đó. Và Đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng muốn nhấn mạnh cái điều đó, cứ đem cái IQ là nhân đạo con người ra, mình không thể nào mình nuôi cả thế giới được quý vị.